Thưa quý vị và các bạn, nói đến việc nhẹ lương cao thì chắc hẳn đa số người ta sẽ nghĩ đến cái nghề là bán thân. Và đúng như vậy, chúng tôi cũng đang muốn nói đến cái nghề đấy. Nhưng mà không phải của một thiếu nữ xinh đẹp nào mà là của một anh chàng nhà quê, lên phố, theo học và làm nghề shipper. Mọi may mắn bắt đầu đến với anh khi một vị khách cô đơn thiếu chồng lâu ngày đặt lời đề nghị. Và cũng giống như nhiều người đàn ông khác, không thể thoát khỏi được cơn ham muốn. Anh đã phản bội người con gái từng hiến dâng lần đầu trong trắng cho anh để làm cái nghề trai bao nơi thành phố xa hoa đẹp đẽ. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Trời Hà Nội tháng 6 nắng như đổ lửa, cộng với hiệu ứng nhà bê tông, thi thoảng có thêm cơn gió oi, làm không khí càng oi bức hơn. Nếu mà bên tàu có Hỏa Diệm Sơn, được coi là nơi nóng nhất bên đó, thì cái mà Hà Nội này phải đặt trên một bậc. Sơn vừa nghĩ vừa đưa cốc trà lên mồm mà hớp thật to. Năm nay Sơn mới 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học công nghệ. Dáng người hơi gầy vì từ nhỏ ở quê, họ nuôi con theo cách có sao nuôi vậy, nên chả trách người hơi thiếu dinh dưỡng. Được cái ngày xưa nghịch ngợm leo trèo nhiều, nên bù được cái chiều cao khoảng 1m7. Nhà Sơn tuy không phải là khá giả gì, nhưng từ khi lên Hà Nội học, bố mẹ cậu cũng cố gắng đầu tư cho cậu con xe máy để tiện đi lại. Vì chỉ cho tiền mua xe nên Sơn đã làm thêm shipper để có tiền đổ xăng. Sơn có một cô người yêu cùng tuổi, tên Thủy, đang ở quê theo nghề may mặc. Hai người yêu nhau trong sự cho phép của bố mẹ hai bên. Ai cũng muốn con mình kết hôn với người trong làng, cho gần gũi thân quen. Sơn và Thủy yêu nhau đến nay đã được 3 năm và cả hai đã có những lần đi quá giới hạn. Họ dự định khi Sơn tốt nghiệp đại học sẽ trở về quê kết hôn. Những ngày rời quê lên thành phố theo học và làm shipper, Sơn nhớ Thủy ra diết, nhớ khuôn mặt và cả cơ thể của cô người yêu bé nhỏ ở quê. Ngày đi học và đi làm thì thôi, cứ đêm đến Sơn lại nghĩ đến người yêu. Anh ta nhớ những đêm cả hai say đắm ngoài bờ ao. Tuy rất khát khao chuyện ấy và đều được bố mẹ cho phép, nhưng những lần yêu của Sơn với Thủy đều phải rất nhanh chóng vì không gian không cho phép. Rồi Sơn bị phát hiện nên nói thật lòng. Sơn chưa lần nào thỏa mãn khi làm chuyện ấy với người yêu. Anh lên kế hoạch để Thủy lên thành phố thăm anh. Như thế họ sẽ tha hồ thời gian mà say tình bên nhau. Nghĩ thế nhưng Sơn vẫn chưa biết mở lời thế nào với bố mẹ Thủy. Người ở quê khá coi trọng việc con gái đi qua đêm như thế, nên tất cả vẫn chỉ đang nằm trong dự định của anh. Chiều hôm nay, cậu vừa làm cuốc đi ship cơm cho mấy vị khách là nhân viên trên văn phòng, xong liền xuống dưới làm cốc trà đá giải khát. Sơn mở app dành cho shipper trên điện thoại ra xem có cuốc nào ngon nghẻ không để nhận. Vừa mở lên đã thấy một cuốc báo 10 ly trà sữa. Cậu nhanh tay nhận luôn. Rồi cậu nhắn cho khách: "Ok, chị đợi em chút nha, em đi mua luôn giờ đây." "Ok em, chị đợi được. Chị đừng bom em nha chị." "Em yên tâm, chị đâu phải là con nít thích trêu đùa đâu em. Nếu em làm tốt, chị còn tip cho thêm." Sơn lao như bay đi mua đồ cho khách. Trong đầu thì nghĩ quả này trúng mánh rồi. Đúng là cậu trúng mánh thật. Mà có khi chúng to ấy chả đùa. Cầm chục ly trà sữa, cậu tìm đến căn chung cư nọ trên đường Lê Văn Lương. Đến nơi cậu gọi cho khách xuống lấy thì được khách bảo rằng: "Chị đang dở chút chuyện, phiền em mang lên nhà giúp chị được không? Phòng XX." Chả chần chừ gì, Sơn lên thẳng phòng của vị khách rách việc kia. Lên đến nơi, cậu bấm chuông. Hồi thứ nhất không thấy ai mở cửa, tiếp hồi thứ hai cũng không thấy ai mở. Cậu sốt ruột rút điện thoại ra gọi cũng không thấy nhấc máy. Trong đầu lóe lên suy nghĩ, chắc số nhỏ bị bom rồi. Rồi cậu lại vừa bấm chuông vừa gọi điện cũng thấy im re. Cậu từ bỏ và định bước đi thì cánh cửa mở ra. Cậu giật mình, không phải bất ngờ vì cửa bỗng nhiên mở, mà cậu bất ngờ vì nhan sắc của nữ chủ nhà. "Chị xin lỗi, chị bận việc trong nhà mãi giờ mới xong, của chị hết bao nhiêu ạ em?" Đang mông lung thì cậu được kéo lại thực tại bằng giọng nói ngọt ngào của bà chị, rồi lại chìm vào mông lung. "Của chị hết 600. Tự nhiên cậu thấy hồi hộp dễ sợ. "Thế à? Đợi chị tí nhá, chị vào nhà tìm cái ví đã. Em vào nhà chờ chị tí cho mát, đứng ngoài làm gì cho nóng em." Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nghe lời bước vào nhà và đứng đợi.
Có thể vì đúng là trời nóng thật, nhưng chắc bà chị đây cũng nóng không kém. Nhìn nội thất cao cấp xung quanh nhà, rồi cậu lại nhìn chị khách đi hết từ phòng nọ qua phòng kia để tìm ví. Cậu nhìn không sót một hành động nào, rồi vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt. Chị này chắc cũng phải tầm 35 tuổi rồi, nhìn thì hơi đẫy đảo một chút, nhưng nói chung là ngon. Cái bộ ngực kìa cứ nảy lên nảy xuống, ẩn hiện sau lớp áo choàng ngủ, như thế ai mà chịu nổi. Cái eo thì khá thon, mà sao cái mông lại cong quá đáng thế nhỉ? Đây 600 của em đây. Còn đây chị tip thêm cho em 100 tiền nắng nôi nóng bức. Dạ em xin ạ. Khách nào mà cũng như chị thì có phải bọn shipper như em đỡ khổ hơn bao nhiêu không? Sơn cầm lấy số tiền trong tay hí hửng định ra về, thì bỗng nhiên tay chị khách nắm lấy tay cậu. Em có muốn kiếm thêm chút tiền nữa không? Chị khách chuyển giọng đong đưa. Dạ, việc gì thế hả chị? Sơn hơi sợ sệt hỏi lại. Việc này nhẹ nhàng lắm. Em à, chỉ cần nghe theo chị là được rồi. Em à, vừa nói chị ta vừa đu đưa bộ ngực ra trước mặt cậu, tay phải từ từ đóng cửa lại. Em ơi, giúp chị nhá, chồng chị mất cách đây 5 năm rồi. Chị ở vậy nuôi con đến giờ, chị đã cố gắng kìm nén, nhưng không được nữa rồi em ạ. Nghe đến đây, Sơn không còn thiết gì nữa. Một người phụ nữ đang ở thời kỳ phơi phới thì có thằng nào lại từ chối không? Cậu chả nói chả rằng, bế phốc chị ta lên cái mặt tủ bếp, rồi làm chuyện ấy điêu luyện như những diễn viên người Nhật. Chị đẹp quá, chị đẹp thế này mà em vẫn chưa biết tên chị ạ. Chị tên Trang. Em tên gì? Chị ta khó khăn hỏi. Em á, em tên Sơn ạ. Chị ta ưỡn người ra sau rồi giật liên hoàn. Lâu lắm rồi Trang mới có được cảm giác này. Cảm giác mà mọi dây thần kinh đều co lại rồi giãn ra vì sung sướng. Không chỉ mỗi Trang, cả Sơn cũng đang cảm thấy khoan khoái vô cùng. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác trước, mặc dù chính cậu là người đã phá đi sự trong trắng của cô người yêu mình. Có lẽ chính cách hưởng thụ của Trang cũng khiến Sơn sung sướng và đê mê hơn. Đạt đến đỉnh điểm của cơn sướng, mắt Trang trợn ngược, người co giật, chân run lên bần bật rồi ngã khủy xuống, ngất lịm trên nền nhà. Khi tỉnh dậy thì Trang đã thấy mình và Sơn nằm ôm nhau trên giường. Trang mỉm cười vì mãn nguyện, cuối cùng sau bao nhiêu năm thủ tiết, hôm nay cô cũng thỏa mãn. Sơn ra về với 2 triệu đồng tiền bo trên tay. Cậu chạy ngay về phòng trọ và tắm rửa, kỳ cọ cơ thể mình. Sơn phát hiện có một vết cào của chị Trang trong lúc sung sướng đã tạo nên. Sơn lại nghĩ đến Trang, nghĩ đến cơ thể nóng bỏng và cách làm tình điêu luyện của Trang. Có khi nào anh đã yêu cô ấy? Trong khi đang mơ hồ trong mớ cảm xúc hỗn độn thì điện thoại của Sơn vang lên. Anh nhanh chóng cuốn khăn và bước ra để nhấc máy. Đó là Thủy, cô bạn gái của anh ta. Sơn nhấc máy và nói chuyện với Thủy, nhưng cảm giác tội lỗi làm cậu ta lúng túng trước những câu hỏi rất bình thường của người yêu. Cậu ta vẫn đang nghĩ đến làn da trắng mốt của chị Trang, nhớ từng đường cong trên cơ thể chị. Cậu suy nghĩ hồi lâu, đi ra rót ly nước uống cho tỉnh táo. Nhấc ly nước lên là 4 tờ tiền 500.000 đồng của chị Trang bo cho Sơn. Sơn cầm tiền lên suy nghĩ, vừa được sung sướng lại có tiền, không cần chạy ngược chạy xuôi giao hàng thật là sướng. Đêm hôm đó cậu ta chủ động gọi điện cho Trang và hỏi. Em có thể đến nhà chị được không? Hình như Trang cũng đang chờ đợi cuộc điện thoại đó. Cô đồng ý để Sơn đến nhà. Vừa đến nhà chị Trang với bộ váy ngủ xuyên thấu màu đỏ, tay cầm ly rượu vang đứng đợi sẵn Sơn ở cửa. Cả hai uống rượu và lại tiếp tục tìm hiểu cơ thể của nhau, giống như lần đầu tiên vậy. Và có lẽ chính những dục vọng đó làm cho Sơn mê muội và đã chia tay người yêu ở quê để chuyên tâm hơn với việc làm trai bao ở nơi xa hoa và đẹp đẽ này. Quý vị và các bạn thân mến, cái kết của câu chuyện có lẽ rất nhiều người có thể đoán trước được. Đàn ông hay là đàn bà thì đứng trước sự cám dỗ đồng tiền đều khó mà chiến thắng được. Chúng tôi hy vọng là những cô gái mới lớn sẽ có cho mình những bài học đắt giá trước khi chào thân cho ai. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.